Lan Rừng Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên ngày mùng 1 tháng 7, một ngày nghỉ chủ nhật. Em xin chúc cả nhà mình có một ngày nghỉ thật là tuyệt vời ạ, thật là hạnh phúc và thật là ý nghĩa nhé. Hôm nay thì em sẽ giao lưu với cả nhà về những cái mặt hàng em có ngày hôm nay. Sau bao nhiêu hôm mà gia đình em có bận một chút việc nên là em không kịp nhắn tin, cũng không kịp trả lời lại hết được tất cả các cô chú anh chị, thì mong tất cả các cô chú anh chị thông cảm cho em nhé. Và hôm nay thì hàng nhà em về thêm nhiều mặt hàng mới. Tuy nhiên rằng là hàng đến thời điểm này thì vẫn chưa về ạ. Phải tầm chiều tối mới về. Và chỉ về được sáng nay, tối hôm qua chập tối rồi mới về được thêm giáng hương đuôi cáo và một vài mặt hoa hàng nữa. Thì em đang quay đây ạ. Và cô chú anh chị nào mua hàng thì vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0965495087 hoặc là kết bạn Facebook với em tên là Chu Thảo nhé. Hàng ngày vào lúc 9:30 em sẽ live stream ạ. Từ 9 giờ cho đến 9:30 hàng ngày em sẽ live stream ở trên kênh để em quay tất cả những cái mặt hàng cho cả nhà xem. Và em ở trên Cao Bằng và em có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Đó, đầu tiên em quay đây chính là Đai Châu đấy ạ. Cả nhà rất là nhiều cô chú anh chị khi mà hỏi em về cái mặt hàng này thì nhà em bán là 650.000 một cân thôi ạ. Cả nhà có thể nhìn thấy này, từ 1 cho đến 2 cân cây là có thể được hơn 1 cân rồi đấy ạ. Còn có một cái hàng nó nhỏ hơn một chút thì từ 3 cho đến 4, 5 cây được 1 cân đấy ạ. Hàng bên này thì to hơn này, hàng bên kia thì nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ được nhiều cây hơn này. Đó, em bán với giá là 650.000 ạ. Cô chú anh chị muốn mua thì vui lòng là nói là mua 1 cân là tầm bao nhiêu cây nhá. Hàng nhỡ, hàng to ạ. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là giáng hương đuôi cáo này. Trên Cao Bằng em mấy ngày hôm nay thì trời mưa rất là nhiều nên là giáng hương đuôi cáo nhà em về thì rất là nhỏ giọt, và hôm nay thì về nhiều hơn, tận 3 sấp cơ ạ. Cô chú anh chị nào có thể cũng có thể nhìn thấy này. Đó. Nhà em bán là 200.000 một cân, hàng tuyển chọn đẹp ạ. Hoa giáng hương đuôi cáo thì có hoa màu tím trắng nhá. Và tiếp theo đây ạ, chính là cái lô kiều vàng của gia đình em đây ạ. Kiều vàng thì nhà em bán với giá là 200.000 một cân thôi này. Cô chú anh chị nào mua 5 cân thì chỉ còn có 180.000 thôi nhá. Đây này, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Những cái vảy rồng đây ạ, rất xanh đúng không nào? Đây là vảy rồng thanh niên đây ạ. Vảy rồng này thì có những cái rề bé bé như thế này. Rề như này thì chúng ta ghép được khá là to này. Và em bán là 1 cân là 170.000 nhá. 1 cân là 170.000 ạ. Hàng hôm nay về toàn bộ là rất xanh luôn đấy ạ. Hàng tươi mới luôn này. Đó. Đây tại sao gọi là vảy rồng thanh niên? Bởi vì là nó rất là khỏe. Và thứ hai nữa là chúng ta trồng một vài tháng thôi thì nó sẽ liên kết với nhau tạo thành một cái mảng rất là to luôn ạ. Nhà em bán 170.000 một cân nha. Tiếp theo đây ạ, hà râu ạ. Cô chú anh chị nào chưa có loài hoa của hái dâu này thì muốn xanh nhanh nhanh sưu tầm cho mình một giò đi ạ. Hái dâu nhà em bán là 150.000 một cân hái dâu nhá. Và tiếp theo ạ, nhà em có 4 bó hương vani ạ. 4 bó hương vani nhá. Đó. Nhà em bán là 250 một bó này. Có 4 bó thôi ạ. Và tiếp theo là hôm nay nhà em có những cái bó quế nâu như thế này ạ. Bó quế nâu nhá. Đó, nhìn rất là xinh đúng không nào? Một bó như này thì chúng ta sẽ được một giò rất là đẹp rồi đấy ạ. Nhà em bán với giá là 200.000 một bó này ạ. Nhà em chỉ có tầm 7 bó thôi. Và tiếp theo thì em có một khò ma cào lá xếp đấy ạ. Đầu tiên đây ạ, cây này chính là cây lá xếp, nhưng mà xếp V này, nó phân nhánh đấy ạ, cả nhà có nhìn thấy nó phân nhánh không ạ? Đấy, cây số 1 này. Đây gồm có 3 cây cá xếp lưng này. Và đây là một cây mẹ con nữa. Đó, một cái khóm này em bán là một cái ở trong này này. Là nhà em bán 700.000 nhá. Có một cây, đây là cái cơ hội để dành cho các cô chú anh chị yêu thích có cái loài cây phân nhánh này thì em bán theo cả lô này thôi ạ, 700.000 một lô này. Hàng rất xinh đúng không nào? Đây là cây cáo đấy ạ, cái hoa của nó đấy ạ, hoa của nó cũng màu tím, nó rất là xinh này.
Đó, một ít cá hương đuôi cáo vừa mới về thêm đây này. Nhờ em xếp ra chỗ này này. Và hôm nay thì gia đình em có hai cái dề làn lọc rất là xinh này. Cái dề bên này có một cây cáo ở trên nữa. Đây. Nhà em bán là 700.000 một dề này ạ. Đó, cái dề rất là to đúng không nào? Đây ạ. Dề nguyên bản luôn này. Còn cái dề này có một cái cây cáo rất xinh. 700.000 một dề lan lọc nhá. Đây ạ. Rất là xanh mướt luôn này. Và trên đây là những cái mặt hàng của gia đình em hôm nay ạ. Hàng thì là lại về thêm nhưng mà chưa về đến nên là em phải quay để giới thiệu với cả nhà trước. Đầu tiên là nói về đa châu rừng thì nhà em bán là 650.000 một cân ạ. Và thứ hai là giáng hương đuôi cáo là 200.000 một cân. Kiều vàng cũng là 200.000 một cân ạ. Tiếp theo vảy rồng thanh niên, một cái vảy rồng rất là khỏe là 170.000 một cân này. Ngoài ra thì nhà em còn có thêm những cái bó vanda hương chanh là 100.000 này, bó vanda hương vani là 250, bó quế nâu là 200 này đó. Và cô chú anh chị nào mua hàng thì vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0965 495 087, hoặc là kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên, hoặc là tìm tên Facebook của em tên là Chu Thảo ạ, hoặc với fanpage là Phong Lan Rừng Chu Thảo nhé. Đó. Và em xin kết thúc video đây ạ. Và cô chú anh chị nào muốn đặt hàng gì thì vui lòng nhắn tin cho em nhé. Hàng về thì em sẽ gửi hàng cho mọi người luôn ạ. Và em sẽ kết thúc video đây. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.